Ăn thôi, ba Điền ơi. Ngon, ăn thử coi. Xỉu. Cắt cho em đi. Cắt chanh cho em. Bự quá sao nè. Ô wow, đã quá đã luôn. Quay luôn hả? Ủa chứ nãy giờ mẹ đang quay hả? Định quay riêng 2 lít. Cái này của ba nè, ít cơm nè. Ừ thì đúng rồi, quay 2 lít gì, đừng dài quá bây giờ. Cái mùa này bà con mà coi coi dài chán lắm. Dạ, và bây giờ đây là clip thứ 2. Ủa sao cho tôi ít vậy trời? Thì ăn đi. Đó, nguyên một cái dĩa gỏi đó. Ít thì khách thêm thôi. Cái nĩa đi. Nĩa hả? Mình người nước ngoài mình ăn muỗng nĩa không à? Ba đâu phải nĩa xoài đâu bằng. Ba người Campuchia á con. Ôi ba ơi, bà về nước đi ba ở đây. Bà về nước đi ba. Bà về nước đi ba. Gì? Ok được. À, đúng rồi đó, chị hai ba thấy nói chị hai nói đúng á. Xàm, đúng không con? Xàm. Đơn giản, xàm. Ngon. Cái này như cái dĩa này của mẹ, quên. Nước tương nào? Dĩa này của ba nè. Trời. Bán quán của này chứ. Dắt cho chắc đuổi sớm quá. Nước tương. Ủa nước tương đâu mới. Nhưng anh lại lấy chai nước tương cho mẹ coi. Lấy nước. Lấy cái chai nước tương đậm đặc á, với lại lấy rồi mang cái chai đó ra đi rồi. Với lại lấy một cái hũ ớt trong trong ấy ra cho bà. Ngồi đi ba đi lấy cho. Mẹ ngồi đi. Ngồi để ba ngồi đi mẹ lấy cho. Dạ kính thưa quý vị khán giả, hôm nay là nhật ký tiếp tục. Đưa ba cái này nè. Không phải cái này. Bà nói cái ớt hũ kìa, cái hơi. Đang lấy, đang lấy. Hũ ớt sốt gia vị á. Này phải không? Đúng rồi, đó. Lấy cái muỗng múc. Rồi cái chén đi. Trời ơi ăn nè. Bà con của bác thấy thôi, ăn nước tương. Ăn nước tương mà còn hơn uống nước tương. Cái này là uống nước tương. Dạ đây nước tương đậm đặc colomen nè bà con bác. Dạ bà con bác cũng thông cảm nha. Mình xem nhiều khi coi cái video colomen hay giới thiệu sản phẩm, tại vì mình rất là yêu cái sản phẩm của mình làm ra. Dạ nó vậy thôi. Đó. Cái gì cũng vậy. Mình làm cái gì cũng bằng tất cả tình yêu và đam mê. Nên mình đất. Mình qua bển mình ăn đi mấy bạn. Hai bạn qua ghế nghe ngồi đi hai bạn. Ok. Để bạn review món ăn của mẹ. Thôi cho anh ngồi đi cho nó. Cho mẹ cái bịch con nhỏ. Anh ngồi để nó chê. Chê đâu nãy khen quá trời. Hai con ha. Ủa cái chén nó tức nước tương là ăn chứ cái gì? À ba uống pha phải không? Phải đâu biết đâu, tưởng là ba rắc lên cơm chứ. Rắc nghe trời, này người ta pha ra chén để mọi người mẹ cùng ăn thử nè. Đó cái hũ ớt này là của một khán giả yêu thương tặng cho comment nè. Rồi mình thấy ngon quá mà mình chưa đang nghiên cứu làm sao mà sẵn dạ. Phát triển được cái này ra cho bà con cô bác ăn ngon lắm. Dạ. Tại vì nếu mà làm thủ công ở nhà thì chỉ có ăn ở nhà được thôi, chứ còn nếu mà đưa ra để bán ra cái siêu thị thì nó phải đạt chuẩn của vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi phải bảo quản vân vân, rất là nhiều thứ vi sinh rồi nữa. Dạ. Không đơn giản đâu, chứ nếu không là làm mà thiếu sót một cái là lập tức là lên dĩa liền à, mệt lắm. Dạ. Trời ơi cái mùi xỉu. Nó sọc cái mùi lên dã man. Ủa sao có cái gì ở trên á, phía trên nữa vậy? Thì bây giờ ba trộn lên đi. Đâu mẹ coi coi. Có lộn cái hũ này không? Hình như lộn á. Lộn cái hũ. Cái hũ đó đâu ra vậy ta? Cái hũ kia không có. Trời ơi trời. Cái hũ. Cái này tự nhiên tôi thấy như có mỡ, có cái gì cục mỡ, thịt mỡ nó tôi nghi rồi. Đâu rồi. Dạ là mất thời gian quá bà con. Không, ý là cái hũ kia để đâu. Trong chờ đợi thì các bạn cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn là hôm nay là ngày 9, ngày 10 tháng 7, tức là ngày thứ hai trong cái đợt 15 ngày phong tỏa toàn thành phố.
Thôi dùng cái từ phong tả mình không có thích, xin lỗi. Nói chung là 15 ngày 15 ngày đêm khói lửa. Cũng phải khói lửa luôn. Dạ 15 ngày mà coi như không thể nào quên đi. Dạ hôm nay là ngày nó giống nhau quá. Dạ 40 và bước sang ngày thứ 41 rồi của đợt giãn cách xã hội rồi, và là ngày thứ 2 của những năm tháng không thể nào quên ở Sài Gòn. Dạ unforgettable memories. Thì cái khu của mình là phường Tân Thuận Đông, coi như là phải coi như là một trong những cái phường mà phải thắt chặt nghiêm ngặt nhất luôn. Dạ bởi vì tình trạng diễn biến rất là phức tạp ở phường này, là cái phường này là cũng thuộc cái cái ớt của một cái chị tình thương mến thương gửi tặng cho mình. Cái này có gia vị luôn. Rồi sao nữa? Từ từ, đừng nóng vội đây, và cho bà con bác xem đó, cái hũ này là đã chưa? Xỉu, con anh nó ngã ngửa luôn. Nghe mùi nó xỉu quá. Thơm lắm, nó có chắc chắn có mùi tỏi nè, có năm gia vị lần. Đó. Thì thật ra chị gửi biếu mình thôi, nhưng mà mình ăn mình thấy ngon quá nên bây giờ tùy món nha, có những lúc mình pha cái này thì ăn rất ngon. Đó, nếu như sau này làm cái món mà cơm gì đó, cơm gà âm phủ hay là có cái kiểu như cơm gà âm phủ mà chan cái nước tương này thì mình nghĩ đây là cái nước sốt rất độc đáo luôn. Rồi thử đi cưng. Thay không? Con gái ăn thử đi trời. Đó, cuối cùng là công tình người ta làm gà rất là bài bản đúng không bà con cô bác? Gà làm gà rất là bài bản nhưng mà ngon không? Mà cay quá. Cay quá hả? Rồi. Thấy cay quá thì chỉ có một người dùng thôi. Đây nhật ký gia đình. Những năm tháng không thể nào quên. Cái này bởi vì làm hai clip là đúng rồi, riêng cái clip ăn còn dài hơn cái đó, đã chưa? Đỡ cho mấy chén đi làm gì vậy? Để cho nó ngã. À cái này có luôn cả cái muối tiêu chanh của Goldman đó. À cái muối tiêu này là muối tiêu Tây Ninh đúng không? Dạ. Dạ muối tiêu Tây Ninh. Chơi chế thêm một chút xíu cái này vô thử. Ăn là phải chế chút xíu bà con, chế tí xí vậy thôi đó. Ý, thôi không thích cái thì thôi. Đi. Xíu thôi. Xíu vô chén của mẹ luôn à. Xíu. Rồi, hồn ăn nấy giữ. Đó, còn riêng của mình là mình để vô đây luôn. Ồ. Trời ơi, trời ơi. Còn đâu cái tô, cái chén, cái dĩa cơm của tôi. Trời bạn. Rồi hết xin tiếp. Chị này là chị bán hộp vịt lộn. Mà chị làm cái nước này nó ngon lắm cho nên là mà rất là thương Coleman nữa cho nên là lúc nào cũng sẵn sàng. Ăn hết là có tài trợ ớt liền. Rồi ok. Quên nữa, lấy cái chén múc cho em hai chén canh đi. Em để sẵn cái chén rồi đó. Chén canh nước gà. Rồi thử rồi, thử tay nghề. Thôi rửa đi em làm đi. Rồi cái này là đã có nước sốt rồi. Đó. Ngon quá. Hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ ăn hết hai chén luôn à. Hai tô luôn mà, hai chén nữa. Rồi cũng xin thưa với bà con cô bác là rồi con bác làm bữa tính mới vừa tính chuẩn bị ra cái thực đơn mới. Thêm một món mới là cái gà miền Trung lên mâm á. Dạ, bữa tính này luôn, gà miền Trung lên mâm nè, gà này gỏi gà miền Trung nè. Hành với lá, chỉ có hành tây với lại rau răm thôi. Mới vừa tính xong rồi bữa nay là coi như hôm qua là như phải ngưng hết. Rầu ghê. Được không ba, ăn ngon ba. Bà con bác thì cứ việc alo nha. Alo cho 118-000-88839, đó là số điện thoại của gà Đúc New Chicken Fire. Đó. Thì vẫn sẽ cố gắng phục vụ bà con cô bác theo kiểu là thực phẩm
thực phẩm chế biến sẵn á. Dạ, đóng hộp chế biến sẵn thôi. Dạ, chứ không có phục vụ tại chỗ đến mà mang đi, để đảm bảo cái an toàn mùa dịch nha bà con. Dạ. Đó, đỉnh đỉnh. Ổn không? Quá ổn. Cái này á là mẹ nêm nếm. Còn này á là mẹ bỏ muối tiêu ông màu vô mẹ trộn. À, rồi thử cái đó coi. Sáng giờ nếu như ngày sáng sớm ngày 9 tháng 7 là mình ăn sáng với mì gói rồi, thì sáng hôm nay mình chỉ uống có đúng một ly sữa, một ly cà phê sữa đá họ tan. Này gì mà ngoại không ăn, không ăn gì hết, cho nên là trưa nay mình quyết tâm để bụng. Nghe nói trưa nay có nấu thử cơm gà âm phủ đó, cho nên để thử coi cô ấy trộn bỏ muối tiêu colomen thôi đó. Muối tiêu đó, muối tiêu với chanh thôi hả? Không có chanh, muối tiêu thôi. Muối tiêu không thôi. À, okay. Món này không có cái nào gọi là chanh hết, chỉ có chanh để nặn vô muối tiêu chanh. Đúng rồi đó, không nên nặn chanh. Không có chanh, muối tiêu thôi à. Ừ, hơi mặn chút xí, ít bỏ mặn chút, bản thân cái này cũng ngon. Tại này ba đang ăn phía trên mà ăn phía dưới, tại nó chị đổ từ ở ủa sao nội nước nó đâu ra gì vậy? Nước hành nó ra ba điện. Ừ, chỉ cần có muối là nước hành nó chảy ra, nó xìu ra. Hành nhiều quá ha, ăn cái này hành, hành này là lát hành dữ lắm luôn. Dạ, hôm nay mới ngày thứ hai thôi, còn 13 ngày nữa. Thật ra còn 13 ngày nữa thì thật ra thì mỗi ngày comment đã tự nhủ lòng là cố gắng. Đó, cũng 3 năm rồi, hơn 3 năm rồi. Mình vẫn cố gắng, không có ngày nào mình không có clip hết. Cho nên bây giờ thật sự ngoài chuyện mà phải lo điều hành công ty này, làm sao để mà vẫn duy trì các hoạt động kinh doanh, vẫn phải kiếm thêm cái nguồn thu cho anh em để nuôi sống cả công ty, thì một cái trách nhiệm khác cũng rất là quan trọng, đó là mỗi ngày vẫn phải có một video để gửi đến bà con như là một cái món ăn tinh thần. Món ăn vật chất thì có tất cả các gia vị đồ của Colorman rồi. Dạ. Nhưng mà món ăn tinh thần đó thì dạ, anh thưa bà con cô bác là cũng rất cần thiết, đúng không bà con cô bác? Cho nên là món ăn tinh thần là cũng phải, nên cố gắng làm clip. Nên nếu nó có nhạt quá, nội dung nó có nhạt hay là nó có thật sự mà nó đời thường quá, nó chẳng có gì đặc biệt, thì bà con cô bác cũng thông cảm. Đó. Dạ. Nhất là vừa để lại tư liệu, đó là tư liệu, đó là kỷ niệm của những năm tháng không thể nào quên. Và thứ hai nữa là cũng chia sẻ bà con là đó, gia đình mình cũng sống vậy, và mình tin chắc bà con cũng thấy là mỗi gia đình chúng ta đều cũng giống nhau lắm. Cái những cái video comment làm tin chắc bà con cô bác mà yêu thương cô bà con cô bác yêu thích, là cũng một phần là vì mình thấy ủa thì cuộc sống mình nó cũng giống ổng, cũng đâu có gì khác đâu. Ở một góc độ nào đó, một phần nào đó, tất cả chúng ta đều phải sống giống như nhau hết. Vậy thì chúng ta là con người mà, đúng không bà con? Dạ. Yeah. Được không ba? Quá được. Rồi. Sau khi dịch, Vân sẽ mở ra một cái thương hiệu. Thương hiệu. Cơm âm phủ. Cơm âm phủ bà dân. Cơm gà âm phủ bà dân, chơi đi. Cấp vốn nha. Tài trợ cho. Chị nói làm được nhiều thứ lắm, nhưng mà không làm được, không làm được cái gì hết trơn á. Ủa gì kì, làm được nhiều lắm. Làm được nhiều thứ mà làm hồi cái đuối, điều hành không được á. Dạ. Có kệ mà phải vậy thôi. Cuộc đời là luôn luôn là những cái mảnh ghép không hoàn hảo mà. Nói bà con, chính vì những mảnh ghép không hoàn hảo mà hòa lại với nhau thì nó mới ra những phần mạnh, nó mới ra thành một cái thế giới mà nó thú vị. Chứ còn cái gì mà cũng hoàn hảo ráp vô nhau là hư à. Kỳ đó. Nên mình đó thì mình làm gì là mình cũng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng luôn. Ngoài ra mình cái gì cũng làm được hết á. Mình thì không có cái gì làm được hết, mà cái gì cũng muốn làm. Còn đây là làm được rất nhiều thứ, nhưng mà làm vô chút xíu là đuối, chịu không nổi. Cái tinh thần á, đúng là người phụ nữ của gia đình, nói chung chăm con là đủ rồi. Mà nếu mà làm cơm bả vũ bà dân chơi thiệt luôn đó. Thôi chuyển qua cho Chicken Fire luôn đi, bán bản quyền lại đi. Ok. À, các bạn
khởi nghiệp cà đốt nêu chứ cần phải đáng bản quyền lại nè. Đẹp à, không quyền gì không, nhưng mà cái khẩu vị nha, nói chung cái món gì cũng dễ hết á, nhưng cuối cùng là khẩu vị. Trời ơi, ăn mà đổ mồ hôi luôn, ngon quá. Ăn cơm thôi mà đổ mồ hôi. Hôm nay có giấy được bổ nhiệm chính thức. Chức vụ mới. Ba nè. Chức vụ gì vậy? Shipper của Coleman Express. Tại vì không có cái giấy bổ nhiệm đó là không có đi được đâu đó. Ừ, chứ giờ công ty, nếu công ty ở công ty Điền Quân thì đâu có đi được. Vậy chừng nào bà đi? Thì bà tính mai. Ừ. Vậy là muốn mua cũng thử cô. Bây giờ biết sao, giờ không có người đi giao hàng, bữa giờ bà con cũng đang căng quá nè. Bây giờ đi qua các cái chốt là không có thông chốt được. Thì cái đó cũng đúng thôi. Nhà nước thì chính quyền kiểm soát cái đó là đúng. Nhưng mà thật sự là các cái hàng hóa mà thiết yếu nè, thực phẩm nè, rồi nước mắm, nước tương, gạo rồi tôi không tới được tay bà con, bà con cũng không đi ra được. Nhưng bệnh giờ mình muốn đi ra mua nước mắm mua ở đâu? Đúng rồi. Đó, trong có khi là chỗ này không có. Bên, ở đây qua Lâm Văn Bền có 5 phút hồ. Quận 7, 76 78 Lâm Văn Bền là một cái chia cửa hàng Coleman Food Mart, bây giờ đi qua không được. Cho nên cái cách làm cũng vậy thôi. Là vì các bạn đã yêu thương sản phẩm của Coleman đó, bà con cô bác lên đó, lên đánh cái chữ Coleman Food Mart, xong coi cái địa chỉ nào gần nhà mình á, mình có quận 7, quận 6, quận Tân Phú có, rồi quận Bình Thạnh có, quận Nhất có, nói chung là có khoảng mười mấy cái. Bà con sợ ra xong thấy chỗ nào gần, Gò Vấp cũng có luôn. Chỗ nào gần cái bà con cô bác chỉ cần liên hệ xong ở đó sẽ cố gắng chạy đến cái điểm của bà con á, giống như hôm nay mình gọi thêm cái các nước uống của bên các một số cái thực phẩm này, trong đó có mì gói, mình cũng hết mì gói luôn. Gọi thì phải gọi qua Lâm Văn Bờ, gọi cho ra cái số điện thoại là của Coleman Food 1800 234539. Dạ, đó là số điện thoại của Coleman Food nha. Còn số điện thoại mà gà là số khác. Dạ. Thì gọi qua đó xong rồi nói các bạn là giao từ bên 7678 Lâm Văn Bền, giao xong bạn Huy đang quay phim cho mình này. Đó, bạn Huy này coi như là cũng như là đứa em luôn trong nhà, em họ tới đây để phụ giúp chăm cho bà ngoại, bà nội. Kim luôn quay phim luôn chứ giờ đâu có người nữa. Đó thì yêu cả cái thằng bé này nó chạy ra ngoài đầu đường. Ngay đầu đường Trần Trọng Cung. Rồi thì bên kia đưa hàng vô, bên này xỉa tiền qua vậy thôi. Cách bây giờ nó vậy luôn á. Mình không có nói dốc chút xíu nào luôn, mà còn tin không? Nó vậy luôn. Ra hai vợ chồng thèm ăn ốc hương, cũng phải gọi cho chỗ hải sản Hoàng Gia đúng không? Dạ. Rồi xong gọi coi như 2 tiếng hồ chưa tới được, lát cuối cùng tới ngay sát đầu, ở ngay cái phía đầu đường luôn. Rồi bên này cũng chạy ra, bên kia đưa vô nửa ký ốc hương, bên đây đưa tiền ra. Dạ. Chỉ còn cách đó thôi chứ không thể nào đó, mình cho nên mình nghĩ rằng là chia sẻ bao nhiêu Phật. Và hôm nay thì Phật rất là lo luôn, tại vì tối qua live stream mà con mua nhiều quá đó, thật sự luôn, mừng vô cùng luôn. Sáng nay cũng nhận được thông tin là các em nó đưa giao hàng nó không thuận lợi đó, các cái đơn vị mình hợp tác giao hàng thì họ cũng, các anh em shipper họ cũng không thông qua, họ không thông quan được luôn, không có thông qua các cái cửa, các cái chốt phải ôm hàng chạy về. Ừ. Trong khi thì bà con đang nhờ, đang chờ. Sáng nay bà con complain quá, nhưng mà thật sự cái này hôm nay chia sẻ với bà con là cố gắng hết sức luôn. Cho nên hôm nay mình mới có, sáng này nãy mới lên được, mới lên cái post, mới lên lập tức là nghĩ ý tưởng làm cái đội, một cái đội giao hàng nhanh của Coleman luôn, lấy tên là Coleman Express. Dạ. Thì cái đội này cũng sẽ hợp tác với một số anh em, mà mấy anh mà chạy xe ôm quen á, quen ruột, tại vì mấy ảnh sẽ đi thu tiền luôn, cho nên cũng căng lắm. Đó, thứ hai nữa là trong anh em trong nhà thì cũng sắp xếp một vài anh em, cái đội này chắc chừng chục người. Dạ. Để chạy, nói cũng cố gắng là chạy hết tốc lực, ngày đi 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng gì. Và trong đó có mình nữa. Để mình ngày mai mình cũng sẽ nói anh em là anh sẽ chạy chung cùng với tụi em, chạy coi như là hết tốc với tụi em luôn, chứ bây giờ cũng công việc thì cũng đâu có làm gì đâu. Cho nên là hôm nay rất ngày mới nhận được cái quyết định của tổng giám đốc Coleman Food, cô Bảo Trâm, là cô
giao nhiệm vụ là đây là shipper chuyên nghiệp của đội Coleman Express. Cười, tưởng luôn nó dốc hả? Từ nãy giờ nó giỡn. Trời đất, không tin. Để trong hồ sơ kìa. Thiệt mà nói không tin. Cho mày đi làm shipper chứ. Thôi. Chạy vài bữa đem đuối chửi tụi nó. Mày shipper ship có giờ nghỉ không? Nếu có giờ ăn cơm, ăn khỏi nấu cơm. Chưa biết, để coi tình hình. Ông thử chạy thôi, chạy chia buổi chạy. Nè, có. Nghiêm túc luôn. Nói bà con không tin. Nói mày không tin. Trời ơi, nhiều khi trong nhà vậy chứ mình nói nhiều khi mình cứ bà cứ tưởng mình giỡn không à. Ê, bà chừng rách. Rách cái đi trình không được là chết bà nữa. Rồi nó bấm chỉ kỹ vô. Dạ đây đó, giấy xác nhận đi lại yêu cầu công tác, dạ đây. Chưa có tên, lát được tự điền tên vô. Hai tờ. Ừ. Hai ông. Đâu, tờ dưới là giấy chứng nhận của đăng ký doanh nghiệp đàng hoàng. Dạ đây, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đi lại của công ty cổ phần Coleman Food đàng hoàng này. Có cái giấy này rồi, cái giấy phía trước là giấy của người đi lại do yêu cầu công việc nè. Thì mới đi được. Rồi, có chữ ký tổng giám đốc đàng hoàng luôn. Người khai là... Không, cái gậy mình ráng một chút. Tại vì nếu mình nghĩ một ngày mà, mỗi một ngày mà nếu mà phải chạy được... Nếu mà chạy hết tốc mà chạy được khoảng mấy chục đơn cũng đỡ vậy. Không, bà con của bác họ đã có lòng, họ mua, họ ủng hộ mình rồi. Thứ hai nữa là họ kẹt nữa, họ không ra được á. Giống như mình gọi đồ ăn mà không có, bị cờ đâu. Nay mua rau rằm kiếm gần chết. Rất ngon mà cơm hơi nhiều. Biết hay mà. Ngon như nước tương. Gà cũng bình thường thôi. Pha nước uống nè. Pha với cái... Atiso đỏ. Atiso đỏ nha. Atiso đỏ là nó... nhiều công dụng lắm nè. Và bà mới... Quán tổng kết là 7 công dụng của Atiso đỏ. Không, phải giới thiệu cho bà con. Tại bà con như khi mình cũng không biết á. Nó có Atiso đỏ nè. Có 7 công dụng chính là chống lão hóa cho cơ thể nè. Hỗ trợ giảm huyết áp nè, giảm đường mỡ trong máu nè, tăng cường chức năng gan nè, hỗ trợ giảm cân an toàn, giảm nguy cơ bệnh ung thư nữa, nâng cao khả năng miễn dịch. 7 này mình sẽ thuộc, cố gắng học thuộc. Chống lão hóa, giảm huyết áp, giảm đường mỡ trong máu, tăng cường chức năng gan, hỗ trợ giảm cân, giảm nguy cơ ung thư, nâng cao khả năng miễn dịch. Mày nghe. Đó, ở nhà bà con thấy món cơm bên này đi chích rồi, mình chưa chích. Ngon. Chích gì? Chích ngừa. Chích nhiều chích cũng vậy không? Ừ. Thôi chích hai mũi. Chích nó có mũi. Đạo quá. Ủa này pha với nước xoài hả? Nước cam hả? Ồ, này sao nước cam muốn uống hay quá ta? Ngon ha, lạ ha. Ngon hơn pha với dưa lưới luôn á. Một số bà con cô bác nói là mình đứng gần nè, Atiso á. Atiso đỏ tốt lắm, giảm cân tốt lắm nha. Soda vị kem. Nó hai cái này mix vô uống rất là đẻ, rất là phê nha quý bà con cô bác nha. Rồi. Không, Atiso đỏ bà con bác hỏi mấy bữa nay thấy có vẻ nhon nhon đúng không? Ốm ốm đúng không? Thứ nhất là chạy ngoài đường. Thứ nhất là rồi ăn cũng ít lại. Cũng có bớt nhậu lại, hầu như không có nhậu luôn. Buổi tối uống còn lon bia đỡ giải khát thôi. Rồi còn cái nước đó đúng thật sự là hiệu quả, uống đều quá bà con. Uống mình nghĩ chắc nếu mà uống theo đúng, nó có liệu trình chắc là đỡ lắm á.
Ăn gà nhiều quá có mập không? Gà này gà hấp mà. Hấp chứ đâu phải chiên đâu mà. Được ha. Dạ rồi, thôi thì chắc là hôm nay là cũng đây một số hình ảnh của ngày 10 tháng 7 năm 2021, nhật ký COVID. Và đây là ngày thứ hai của 15 ngày không thể nào quên. Dạ. Ngồi mà bây giờ chứ chỉ có ngồi mà một chỗ mà đóng băng mà cứ ngồi buồn buồn thảm riết thì thật sự chắc cũng không biết, cũng chẳng giải quyết được cái gì. Dạ, thôi thì cố gắng làm được gì làm bà con cô bác ơi. Dạ, thật sự thông qua video này xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả bà con cô bác luôn luôn yêu thương Coloman, yêu thương anh em Coloman và ủng hộ các sản phẩm của Coloman. Nhưng trong cái mùa này thì cái việc giao hàng có chậm trễ, chúc bà con thông cảm dùm. Dạ, cũng đang cố gắng nghĩ cách đó, chứ tình hình thực tế là rất là nan giải luôn. Dạ, cái việc shipping tới bà con cô bác rất nan giải. Cho nên là bà con cô bác dạ, vui lòng. Đây là có xin phép gửi đến bà con cô bác là mình xin thông qua này mình đọc luôn cái mấy cái địa chỉ cửa hàng Food Mart của Coloman. Để mà nơi đó thì bà con cô bác có thể nhanh chóng, nếu mà con bác mà không hàng mà comment ship tới không kịp á, bà con bác có thể liên hệ với nơi các cái Food Mart mà gần chỗ mình nhất để có thể các bạn tìm cách để đưa hàng đến cái, trước cái khu vực của bà con cô bác đang ở nha. Dạ. Dạ đây. Ủa cái post tôi đâu rồi? Dạ đây. Dạ, bà con bác chờ mình chút xíu, chờ mình chút xíu, chờ mình chút xíu, chờ mình chút xíu. Dạ đây. Rồi. Dạ, hệ thống các cửa hàng Coloman Food Mart ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. À, ở quận 1, 53 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định. Quận 1, 87 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh. 243 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6. 76, 78 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiển, quận 7. 742 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp. 177 Phan Chu Trinh, phường 13, quận Bình Thạnh. 256 Tân Kỳ, Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. 327 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8. Dạ, đây là hệ thống cửa hàng của Coloman Food Mart tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn mình có ở Biên Hòa, có ở một số tỉnh thành nữa, nhưng mà hôm nay chắc chỉ tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì tình hình ở thành phố Hồ Chí Minh đang là cái nơi mà đang rất rất cấp thiết. Dạ. Rồi. Thì mình sẽ ghim các địa chỉ, các hệ thống này lên. Rồi còn hotline, dạ thưa bà con cô bác, thì hotline là 1800 234 539. Dạ, bà con cô bác gọi điện thoại đặt hàng qua cái hotline này thì đội ngũ của Coleman Food sẽ tìm cách để mà làm thế nào để có thể đưa đến nhanh nhất và gần nhất và tiện lợi nhất cho bà con cô bác để chúng ta có thể vượt qua cái 14 ngày còn lại. Dạ. Rồi, cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm theo dõi. Cơm gà âm phủ, bà Vân sẽ hy vọng sẽ ra mắt bà con sau mùa giãn cách. Hoặc ít ra là công thức sẽ được chia sẻ cho gà đốt nêu trích cành phai rồi. Cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm theo dõi video này. Yeah!